cái phim mà em đóng này mà cũng vì tình hình Covid mà bị hoãn lại 2 lần rồi, thì bây giờ nó cũng là lúc đã hội ngộ với khán giả, thì cái cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Tới bây giờ thì thật sự là quá là hạnh phúc luôn mọi người ạ. Và tại sao mà nó lại hạnh phúc hơn những cái phim trước, là bởi vì là bộ phim này quá là vất vả luôn, và bị hoãn tới 2 lần, và mình cái sự mong ngóng của mình ấy, cứ tới bữa này mong ngóng thì lại hoãn, rồi sau đó rời cả năm trời chuyển bị mong ngóng lại hoãn tiếp. Và sau cái sự mong ngóng nhiều lúc mình bị buồn hụt hẫng luôn, nhưng mà tới ngày hôm qua thì phim đã chính thức ra rạp nha mọi người ơi, và không có mà bao giờ hoãn được nữa. À, ngày hôm qua thì thật sự rất hồi hộp luôn, bởi vì là đây là lần đầu tiên Khoa tham gia một bộ phim hành động. Hôm qua này có đi ra mắt vợ, cả cùng với vợ, ra mắt cùng với vợ, thì cứ mỗi phân đoạn của mình là hồi hộp và nắm tay vợ, nắm chặt tay vợ. Nhưng mà sau khi xem xong bộ phim thì bản thân mình là người diễn viên thì mình cũng khó tự đánh giá được cái vai diễn mình lắm. Người đầu tiên quay qua nhìn mình và nói một câu với chính là vợ mình: chúc mừng anh, vai diễn ok, vai diễn thành công đó. Thì nói trời ơi, cảm giác nó sướng lắm mọi người, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu công sức của mình lúc đấy được đền đáp. Và lúc đấy đi xong đi ra ngoài cũng được anh chị trong nghề, anh chị lớn trong nghề cũng khen, và đặc biệt là được quý vị khán giả comment, bình luận, hiệu ứng rất là tốt luôn. Thì trời ơi, bây giờ là cảm giác nó rất hạnh phúc luôn. Và không có gì hạnh phúc bằng khi mà vai diễn của mình được quý vị khán giả đón nhận và ủng hộ. Trời ơi Khoa ơi, bây giờ chính thức ra rạp là doanh thu nó tăng không hoãn được cái này, thì đoán là như thế. Dạ, không thể hoãn được thêm nữa. Em có nghĩ như thế không? Em dự đoán và cái mục tiêu, khát vọng hoặc là cái gì nhỉ? Em cho là mình sẽ đạt được mức bao nhiêu trăm tỷ chẳng hạn. Thật sự thì đến ngày hôm nay thì Khoa ngồi ở đây và Khoa chỉ muốn nói mọi người một câu rằng mọi người hãy ra rạp coi phim Lật Mặt 48 giờ sẽ không làm mọi người thất vọng. Đây là một bộ phim tốt và chất lượng. Còn cái vấn đề doanh thu thì thật sự là Khoa là diễn viên và làm cũng theo lương thôi. Khi xong bộ phim là anh Hải trả hết lương rồi. Bây giờ dù có doanh thu cỡ nào thì mình cũng chỉ lương cứng là xong rồi. Nhưng mà công sức của cả một ekip và cả một nhà sản xuất và cũng như tất cả diễn viên thôi, ai chẳng muốn doanh thu phim cao. Bởi vì sao? Phim doanh thu cao tức là một bộ phim tốt và được đông đảo quý vị khán giả đón nhận và ủng hộ. Chỉ có phim tốt thì mọi người mới lại ủng hộ nhiều vậy thôi. Và cái mong ước thì cũng không dám mơ xa đâu, nhưng mà cũng phải mơ chứ, là sẽ bằng được phần 4, và nếu mà hơn được nữa thì càng sướng mọi người ạ. Hy vọng là sẽ hơn được nữa, bởi vì phần này gây cấn hấp dẫn và mọi thứ nó đầu tư hơn phần trước rất rất nhiều luôn. Cái mức lương cố định mà anh Hải tức là ekip như cho Khoa, thì không biết, chị tò mò không biết là nó sẽ được mấy phần của cái căn biệt thự 50 tỷ mà gia đình mình đang thuê trời ấy. Trời ơi, thật sự là nó chỉ bằng chắc bằng cái cửa thôi chị ơi. Nhưng mà thật sự bây giờ lương một người diễn viên thì không cao đâu mọi người, bởi vì là cái gì nó cũng mức của nó, nếu mà để cao nhất thì bây giờ là đi quảng cáo. Còn phim điện ảnh thì cũng khó lắm, bởi vì tùy từng cái số tiền của mọi người trả. Bởi khi mà đã đòi cái mức cao quá rồi thì lúc đó là mức góp vốn và mình đã trở thành ngôi sao và cao quá rồi thì thật sự cũng chẳng ai muốn làm lấy lương đâu. Đó thì người ta sẽ muốn góp vốn để cùng nhau chung tay để hoàn thành một bộ phim. Còn cái nhà 50 tỷ hay là 50 tỷ thì trời ơi, không phải đâu mọi người ơi. Nhà đấy em thuê mọi người à. À đó, chị biết dạ. Là vì nhà thuê nên chị mới hỏi là sau khi mình đóng xong cái phim này là mình được mấy cái phần cái nhà thuê đó rồi. À hết lâu rồi chị ạ. Cái phim này lương em tiêu hết lâu luôn rồi, bởi vì là quay 2 năm trời rồi tới ngày hôm nay mới chiếu. Và cái lương ấy nó đi về một nơi xa lắm mà bây giờ còn không có định nghĩa về lương luôn đó. Bởi vì nó vụt đến và vụt đi nhanh lắm. Thực ra thì bây giờ có ai sống bằng lương mấy đâu, trừ bọn chị ra. Còn sau khi mà cái phim của mình ra rạp á thì mọi người hay nói là những diễn viên hot lên từ các phim, kể cả truyền hình hay phim điện ảnh, thì sẽ trở thành những cái cỗ máy in tiền, vì thực sự là không phải là từ lương đâu mà từ những cái độ hot của họ mang lại sau đấy, từ các dự án quảng cáo nữa. Thì Khoa đã cảm thấy mình đã trở thành một cỗ máy in tiền chưa? Chưa, cỗ máy giống như chỉ là một cỗ máy thèm tiền thôi chứ chưa thành một cỗ máy in tiền được, bởi vì là thật sự đúng là thành công cho một vai diễn một bộ phim thì cái lúc đó thì sẽ có nhiều những lời mời và cái giá của mình sẽ cao hơn.
Nhưng mà thật sự Khoa chia thẳng, chia sẻ thẳng với mọi người nha, là làm nghệ thuật đó, ai cũng nghĩ là lắm tiền như thế giống như Khoa giờ, nhưng ai cũng biết là nghĩ trời ơi thằng ấy nó giàu, nhưng mà thật sự có giàu đâu, nhìn mặt Khoa có nghĩ Khoa là người có tiền đâu. Nói chung là cũng chỉ đủ ăn đủ sống thôi, bởi vì là nghệ sĩ thì nghệ thuật thì nó bị bè nổi, mọi người cứ nghĩ là trời ơi một bộ phim nó kiếm cả mấy trăm triệu như vậy thì làm đâu ra, nhưng mà thật sự là một bộ phim kiếm mấy trăm triệu nhưng mà mình đâu có làm được việc khác đâu. Và giống như là cả nguồn thu nhập của mình là chỉ phụ thuộc vào đấy, mình nhận được bộ phim nhưng mà chắc thì vài tháng sau mình đã nhận được liên tiếp đâu. Nhiều khi mình nhận bộ phim tới khi mà quay xong mà chưa nhận được bộ phim khác thì mình đã trang trải cuộc sống chi phí rất là nhiều rồi. Nên là cuộc sống thì không biết là ai đang ở mức giàu hết, nhưng bản thân Khoa tới bây giờ mặc dù vẫn ở nhà thuê, nhưng mà cái điều đầu tiên mà Khoa làm được là bây giờ Khoa đã gửi tiền cho bố mẹ để đang xây dựng nhà cho bố mẹ, và cái đấy là cái hạnh phúc nhất. Và bây giờ mình cũng chưa, mặc dù cũng chẳng có gì đâu, chưa có mua nhà, nhưng mà có tiền lo được cho vợ cho con để có một cuộc sống không phải là xa hoa quá nhưng mà cũng đầy đủ. Và đi làm mệt phải mở cửa phòng ra thấy vợ con ngủ ngon và là mình hạnh phúc rồi. Chị tò mò muốn biết là cái thời gian qua thì cái mức thu nhập của em nó phần lớn đến từ phim hay là từ các cái game show hay là một nguồn nào khác ạ em? À, thì bây giờ nguồn thu nhập của em thì thứ nhất là phim và game show. Nhưng mà thật sự là mấy tháng gần đây thì em không có thu nhập rất là ít luôn, bởi vì là khi mà sinh con thì em phải ở nhà và em hủy rất là nhiều show để ở nhà lo cho con. Và thời gian trước thì cũng bị dịch cả năm, cho nên là cái số tiền mà từ đi diễn thì nó cũng không đáng bao nhiêu hết. Nhưng mà em thì lại may mắn là em có kinh doanh được bún đậu và cũng được rất nhiều quý vị khán giả ủng hộ. Thì cái đấy thật sự là mọi người nghĩ là nhiều chi nháy vậy thôi, chứ mà mình bán bún đậu với đồ phải bán hột xoàng đâu, lời không được bao nhiêu đâu, nhưng mà cũng đủ để trang trải cho mình những lúc mà mình không có show hay là mình có công việc thì nó dừng. Thế là đó cũng là một cái lương cứng để mình khi mình đi làm nghề mình được thoải mái hơn, mình được giống như mình được lựa chọn vai diễn hơn. Còn ngày xưa lúc mới vào ấy, cái gì có cái gì là phải cày cái đó để có tiền giống như lo cuộc sống của mình. Tức là lúc mới vào người là vai nào em cũng nhận đúng không? Dạ thật sự không, để mà vai nào cũng nhận thì cũng không có đâu, bởi vì là lúc mới vào thì có những vai, có những kịch bản mà dở quá thì mình cũng làm sao mình nhận được, nhưng mà có những kịch bản mà giống như nó chưa hay lắm nhưng mà mình thôi, mình cũng cố gắng mình nhận đi để có được đồng tiền. Thứ nhất là lo cho mình và lo cho bố mẹ nữa, bởi vì là nghề mình nó bị cuốn lắm, mình làm cứ suốt ngày này tháng này, cái ngày này nhận xô, nhưng mà thời gian nó trôi nhanh, một năm qua nó trôi qua rất nhanh. Và nói nhưng mà nó cũng chi phí đủ thứ hết, xăng cộ rồi tiền nhà tiền điện tiền nước ăn uống, nó rất là vất vả luôn. Thôi sao chị thấy vất vả giống bọn chị quá, chị đang nghĩ đến một chị thấy vất vả giống bọn chị quá. Thì đúng rồi, bởi ai mà nghèo, vì là lúc thật sự lúc mà em mới thi được cuộc thi á, đó là trời ơi, đi làm thì cũng nói chung là cũng dư được bao nhiêu hết á. Nhiều lúc như mọi người quê hay là ở nhà xa thì cũng ít xuất hiện trên TV là sẽ nhiều tiền lắm. Mà thật sự có những người mà qua nhà em nói bố mẹ em là sao nó xuất hiện TV vậy, mà sao nhà cửa nó sửa sang không xây cái nhà mới đi. Mà thật sự lúc đấy mình đã có tiền để lo cho bố mẹ đâu. Nhưng mà tới hôm nay thì em đã, nói chung là cái mong ước của em là gửi tiền cho bố mẹ và đang xây một ước mơ của bố em là xây nhà sàn. Dạ, còn cái căn nhà mà em đang ở thì bây giờ là ngày xưa tự bố mẹ xây lên cái nhà đó, cho nên là sẽ là căn nhà để làm kỷ niệm. Thế nhà sàn đang xây rồi đúng không? Dạ, tới ngày hôm nay thì cũng đang mua gỗ rồi mua này kia thôi. Tại cũng mới hoàn thành xong một cây cầu, thì chuyển thị xong cây cầu thì tới cái nhà, tại bố nói là từ từ để bố thở xíu đã. Cây cầu là như nào ấy nhỉ? Cây cầu bắc giống như là từ đường qua nhà em, tại nhà em là qua một con suối, trước giờ là phải đi đường vòng, thì bây giờ là mình có một cây cầu. Và bố em thì thật sự bố em thì rất là tỉ mỉ mới nên xây dựng rồi thích cây cảnh rồi tự làm những hòn non bộ, rồi nói chung là cũng một người yêu nghệ thuật lắm. Thế thì cái dự kiến là cái nhà sàn mà em xây tặng cho bố mẹ đấy thì chi phí hết khoảng bao nhiêu ấy? Nói chung là nhà sàn thì cũng khó tính lắm, nhưng mà nó cũng không bao nhiêu đâu, nó cũng chỉ ở mức trăm triệu thôi, chứ cũng không phải là vài chục tỷ hay là vài tỷ đâu.
Bởi vì là gỗ là nhà em trồng được, những cái gỗ là ngày xưa bố trồng cả chục năm rồi thì mình cũng không tốn chi phí bao nhiêu thôi. Quan trọng là cái thẩm mỹ đó. Bố em thì em thích mấy cái đấy. Thì chắc là em thừa hưởng nghệ thuật tính thẩm mỹ từ bố đấy. Em thì không tỉ mỉ bằng bố đâu, nhưng mà nói chung là bố em cũng hài lắm. Ngày xưa giống như là mình ở nhà nhỏ thì bố với lại mấy chú hàng xóm hay nói chuyện cười hay nói những câu giỡn, thì lúc đó mình cũng được sự tác động của gia đình, mà mình cũng cảm giác như mình cái con người mình nó cũng sẽ hài hước hơn. Giống như là bây giờ em cũng cố gắng làm sao ở nhà em để em tạo một không khí vui vẻ nhất để con mình sau này nó có một cái tinh thần thoải mái. Thế mà bé vẫn đang lạnh lùng lắm. Dạ đúng, mà không hiểu tại sao mà con em nó ít cười như thế. Bố thì diễn viên hài mà con một ngày nhiều khi không cười luôn, mặt lúc nào cũng rất là căng thẳng, lúc nào cũng rất là nỗi niềm, nhìn rất là tâm trạng. Chị nghĩ là thử thách bố đó. Dạ có thể là nhiều lúc mà em chơi với con nên cảm giác em mình diễn hài người ta cười, rồi sao giờ mình chơi con vô duyên thế nhỉ, không thấy con cười, mặc dù kể chuyện cười mãi mà thậm chí còn khóc luôn. Vừa xong thì em có chia sẻ là cái hồi đầu ấy em đã rất là chăm chỉ để kiếm được cái đồng ra đồng vào cho gia đình, vì cái lúc mới vào nghề thì cũng chưa có di sản gì nhiều. Thế thì có cái trường hợp nào mà vì là mình cũng chưa thể hiểu biết được hết cái nhà sản xuất, nhà đầu tư, và em có bị gặp phải những cái bên mà không tử tế lắm, ăn thịt tiền lương của em không? Không, tới ngày hôm nay em ngồi đây thì không có ai, chưa một ai quỵt tiền lương của em hết á. Và chưa có. Bởi vì là em rất là may mắn luôn, em được gặp những cái nhà sản xuất và những cái người mời em là đều là dễ thương hết. Cũng giống như là đây tối ngày hôm nay là gặp anh Hải cũng là một nhà sản xuất, chị Minh Hà, một ekip cực kỳ dễ thương luôn. Xin thắng sẽ thưởng, và thưởng cho tất cả ekip nữa, đi một cái chuyến du lịch quây quần với nhau 2 ngày, có thể 2-3 ngày đó. Thì cái đấy là mình gặp những người ekip rất là dễ thương luôn. Chỉ là giống như kiểu là nghệ sĩ thì nó sẽ có cái mức thu nhập và mức lương, ví dụ như là sau một thành công này thì sẽ được một cái thu nhập cao một chút xíu. Thì chung là mình phải cố gắng và có sự may mắn nữa. Bản thân em ngày hôm nay em được xuất hiện trên màn ảnh rộng cũng là cái sự may mắn. Em trước giờ em không nghĩ rằng ngày xưa chỉ giống như là em chỉ ước được lên tivi thôi, xuất hiện chút xíu là mình đã thấy sướng lắm rồi. Em không nghĩ mà sau này mà xuất hiện ở trên rạp phim và trên màn ảnh rộng. Và nói chung là mọi cái con đường nghệ thuật tới với em thì nói chung là bản thân em thấy là cái sự may mắn là nó chiếm khá là nhiều. Từ cái lúc mấy tuổi là em có cái ước mơ là muốn được lên tivi như thế? Dạ em cũng trễ chị ạ. Năm lớp 8 bắt đầu em mới yêu hài kịch. Còn trước năm lớp 8 là giống như là nhát lắm. Giống như là mình ít nói lắm, mình đi đâu cũng co người lại đúng. À, thậm chí khách tới chơi nhà là bố mẹ phải nói mãi mới chào khách đó, bởi vì là nhát lắm. Nhưng mà năm lớp 8 thì thầy giáo vào chỉ để đi đóng kịch. Đóng kịch ở trường, ở lớp thì đóng một cái vai lên nói đúng câu. Nói được hình như là quân của Thủy Tinh tới rồi, tại Sơn Tinh Thủy Tinh. Mà xong từ hôm đó là bắt đầu mà nói đúng câu đó, mặc cái bộ khố mà ốm nhóm nhách mà ra, tự nhiên một nói đúng câu một quý vị mà bà con ở dưới cười. Cái đấy tự nhiên là mình cảm thấy thích rồi, yêu cái yêu sân khấu ấy. Sau từ đó là bắt đầu đêm nằm về ngủ là cứ nghĩ mấy cái kịch bản ngày xưa là em thần tượng, em rất là thích hài của nghệ sĩ Hải Chiến Thắng. Những ra cái gì em coi cái đó, và em cũng ảnh hưởng rất là nhiều nét diễn của anh Chiến Thắng. Và lúc đó thì tự nhiên cái hài kịch nó ngấm vào người mình và mình yêu thích từ lúc nào không biết luôn. Thế từ cái lúc mà em cảm thấy là cái nghệ thuật nó len lỏi vào cái sở thích của mình, thì em có tâm sự với ai về điều đấy để được họ chỉ dẫn cho mình cái con đường làm sao để được lên TV nhanh không em? Không có gì ạ. Lúc đó thì thật sự em thì ở quê nữa, mà chỉ biết là chỗ em thì lại vùng núi nữa, và đặc biệt là cái làng em ở thì nó là cuối rồi, nó không có giống như làng này sẽ có một con đường để thông, nhưng mà làng em chỉ có một lối để đi ra thôi, ít giao thương. Và mình giống như kiểu là thì làm ai mà có quen tới biết gì về nghệ thuật đâu, không phải là không người biết về nghệ thuật mà không biết về con đường showbiz thì lúc đấy là nghĩ nó xa xôi, nên
ấy được lên tivi là trời ơi là cả làng cả họ là hãnh diện lắm. Và mình cũng không bao giờ mình dám ước cái mơ đó. Đấy là mình chỉ xuất hiện trên các sân khấu của trường này, của lớp này, của xã này, giao lưu văn hóa quần chúng và văn nghệ, đi diễn kịch rồi đó. Và để mà ai chỉ thì cũng không có luôn. Và thật sự là tới khi mà em bắt đầu em đi vào trong Nam này thì em mới tiếp xúc với lại nghệ thuật nhiều hơn. Chị em kể cho chị rõ hơn được con đường em lên TV không? Từ nhà quê xong rồi phải qua những cái bước như thế nào? Nói chung là em học xong lớp 12 xong thì thi đại học. Thì nói chung là bố em cũng kỳ vọng về nhà con trai một mà. Thì ở quê thì ai chẳng muốn con trai đỗ đạt. Bởi vì cũng 12 năm ăn học rồi. Thì nói chung là các bạn đồng trang lứa cùng mình thì có người đậu đại học thì có người rớt. Nhưng mà có người rớt thì còn thiếu 1-2 điểm. Còn em rớt thì không có điểm luôn. Bởi vì em đăng ký trường đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội và em bị rớt từ cái vòng mà vòng giới thiệu, cái vòng gửi xe mà mình cảm giác như là em là ngày xưa học lớp chọn văn và mình bỏ một năm trời để mình ôn luyện văn để mình thi năng khiếu, tại thi vào diễn viên phải năng khiếu vào văn mà cuối cùng có được đó được thi đâu, là rớt ngay vòng gửi xe, là có được thi môn văn đâu, là có được điểm đâu mà để đậu, thì lúc đó là thật sự hụt hẫng luôn. Và bố rất là buồn. Thì lúc đó em mới trong lúc chờ đợi năm sau thì thi lại thì em mới đi làm công ty. Thì em được chứ là làm ở Bắc Ninh, công ty giày da, công ty Hải Nam. Sau năm sau thì mình chọn cái nơi nó dễ hơn là đi vào trong miền Trung, là em thi ở trường Nha Trang. Thì em đậu. Nha Trang là trường gì? Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang. Em học ngành đạo diễn sân khấu. Thì đậu thì học 3 năm thì nói chung là ở đấy thì môi trường đấy thì không thể nào mà điều kiện cơ sở vật chất tốt được bằng như thành phố được, nhưng cũng là một nơi nói chung là để mình tiếp xúc, bắt đầu em mới tiếp xúc với lại cái cách diễn và cái hài ở trong đấy, thì cũng nhờ thầy cô chỉ. Thì sau 3 năm thì em lấy được bằng và cầm cái bằng tự nhiên không biết đi đâu về đâu hết, bởi vì một cái bằng đạo diễn sân khấu thì bây giờ không biết là làm cái gì và xin việc ở đâu luôn. Thì lúc đó lại cất cái bằng vào trong tổ và lại khoác ba lô đi vào trong Sài Gòn. Và đi vào trong Sài Gòn thì em thi tiếp, em thi trường sân khấu ở Cống Quỳnh. Trường đó là giống như ngoài này thì có Đại học Nghệ thuật Hà Nội, trong đó thì có trường đại học là có trường sân khấu Cống Quỳnh á. Rớt tiếp. Mà cảm giác mình đã có bằng rồi mình rớt tiếp rồi. Nó buồn gấp mấy lần trước nữa. Xong là lúc đấy là em mới quyết định là lại theo con đường nó dễ hơn, là em đăng ký sân khấu của cô Trịnh Kim Chi. Em học được nửa năm thì cảm giác mình không nuôi được nghề và mình bố mẹ không vất vả quá rồi, mình không nuôi được mình và cứ như thế này thì không biết là tới khi nào mà mới lo cho bố mẹ. Thì em mới định nghỉ để về em đi Đài Loan xuất khẩu lao động. Thì cuộc thi Cười Xin Việc và Thách Thức Danh Hài nó lúc ấy nó ập tới với em và em thi em được giải. Và cái số tiền đầu tiên mà em gửi được về cho bố mẹ là số tiền em thi Thách Thức Danh Hài. Trời ơi, cái cảm giác lần đầu tiên gói được một số tiền mà ra ngân hàng gửi về nhà cho bố mẹ nó sướng lắm, nó hạnh phúc lắm. Nó cảm giác mình con người mình nó lâng lâng và tới bây giờ thì em vẫn còn nguyên cái cảm xúc đó. Là tiền thưởng của chương trình. Đúng rồi, trường thưởng. Và lần đầu tiên mình kiếm được ra một số tiền đại đợt thì em được mấy chục triệu. Xong rồi em gửi cho bố mẹ bao nhiêu? Em gửi đợt đấy em được 40 triệu. Hình như em gửi cho bố mẹ 30. Dạ. Còn 10 triệu thì để trang trải này kia. Nó một số tiền mà mình không thể tưởng tượng được, bởi vì lúc đấy thật sự á, trong lúc trước khi thi là em có đi kiếm vòng vòng mấy công việc á, là kể em có kiếm mấy công việc trên mạng á, là nghĩ là thấy công việc là cũng bảo vệ là tháng được có 5-6 triệu à, mà ở đây mình được số tiền là 30 triệu lận, thì gửi cho bố mẹ cái cảm giác nó hạnh phúc lắm. Và từ lúc mà khi thi xong đấy thì bắt đầu là mới được mọi người mời đi diễn và cứ từ từ rồi được như hôm nay ngồi ở đây. Cái lúc mà em vì là ở quê xong rồi lại có một đứa con trai ở cái chỗ mà ít giao thương như thế lên TV, chị tò mò không biết là phản ứng của bố mẹ rồi hàng xóm mọi người như thế nào khi
khi thấy cái cậu thanh niên của xóm mình đang ở trên TV? Lúc đấy thì nghĩ tới bây giờ thì em vẫn còn giống như còn tim còn đập mạnh và còn lâng lâng hạnh phúc đó, bởi vì là những cái tập em thi Cười Xuyên Việt là mỗi một tập nào tối đó phát là nguyên một cả một làng sáng điện hết. Bởi vì bình thường thì làng em là đi ngủ sớm lắm, bởi vì ở quê mà ví dụ như nhà nào mà quay phim muộn lắm thì mới ngủ, nhưng mà tới ngày có tập em thi là nguyên một làng là nhà nào cũng sáng đèn hết là để chờ tới tiết mục của mình. Và đấy giờ em nói còn nổi da gà mà cảm giác trời ơi, lúc mình từ bé là mình có giờ mình nghĩ mình được cái cảm giác ở đâu. Và không chỉ làng xã của mình nữa mà còn lúc ấy là gần như cả nước là cái chương trình lúc ấy là rất là hiệu ứng luôn. Và tới bây giờ thì nhiều khi mình cũng không còn cảm giác đó nữa, bởi vì là bây giờ thì game show nó cũng quá nhiều rồi và mình cũng xuất hiện nhiều rồi. Còn để mà bây giờ có một chương trình mà mình tham gia mà cả làng cả xã mà hồi hộp mà ngóng chờ như vậy thật sự là rất khó nữa. Chỉ có ví dụ như điện ảnh này thì nhưng mà để mà điện ảnh mà về tới bà con quê em thì chắc là phải một thời gian rất lâu nữa. Mình quay lại phim một tí nữa thì nãy giờ chị cảm hứng đi nhiều xa quá. Đấy là để đóng phim hành động như thế này có rất là nhiều cảnh nguy hiểm và đòi hỏi sức lực, thì em đã chuẩn bị như thế nào về cả sức khỏe thể lực của mình trước khi vào phim? Thì trước khi tham gia phim thì em cũng có đi học một cái lớp cascader thì mấy anh em quê quần và cũng anh em chung trong phim luôn, thì mình cũng lên mình tập một chút xíu về để thứ nhất là rèn luyện sức khỏe, thứ hai là có những động tác nó nhanh gọn hơn và để khi mà đi tập bài đánh trước để khi mà ra quay nó không bị là mất thời gian rồi mọi người, vì mình đâu chuyên nghiệp đâu. Nhưng mà nói chung là mình tập vậy thôi chứ ra mất sức lắm. Nói chung là chưa phim nào em uống thuốc nhiều như phim này, em đi tới đâu là quen các tiệm thuốc tây tới đấy. Thuốc cảm, thuốc sổ mũi, thuốc nhức đầu, thuốc ho, thuốc hạ sốt, bởi vì ngày nào cũng phải ụp sông ụp suối. Vào miền Tây thì ban ngày thì lại nắng nhưng ban đêm lại lạnh, và có những cảnh 1-2 giờ đêm phải ngâm mình ở dưới sông ngục xuống mà 4 người và ngâm mấy tiếng đồng hồ. Và nói chung là bộ phim rất vất vả. Thế thì chị được biết là các diễn viên trong phim đều không sử dụng người đóng thế, đều thực hiện các hành động đúng không? Em có bị thương như thế nào em chia sẻ? Thật sự thì em không có bị thương nhiều, em chỉ bị xây xát một chút xíu thôi. Còn bị thương thì là anh Tâm với lại anh Tuyên với lại anh Đông, bởi vì đánh nhau chính mà em là chỉ cứ chạy thôi. Em chạy từ 15 phút phim tới cuối luôn là chỉ bị người ta đánh thôi, chứ em cũng đánh lại người ta. Nhưng mà bị người ta đánh thì cũng lâu lâu người ta đánh cũng thật lắm, bởi vì là dân các tay đơ mà có những cảnh bóp cổ em mà chờ em thở không nổi luôn đó. Mình rất là khỏe đối với lại anh ấy thì cái lực ấy là nhẹ thôi, nhưng mà đối với mình thì nó là mạnh. Mình trước giờ em diễn hài thì nó chỉ nhẹ nhàng lắm, còn tham gia bộ phim này giống một phim này nó phải bằng 2-3 phim bình thường em tham gia. Trong phim này thì em có đóng cảnh với một có một bà vợ ấy nhỉ? Dạ. Thế thì không biết là khi mà em tham gia phim thì vợ của em cũng có đưa ra những cái giới hạn gì cho chồng mình không, trong việc gần gũi bạn nữ hay là gì đó? Có một cái giới hạn không đâu, không đâu, bởi vì là trời, cái người cái bạn diễn viên Lê Hà Anh người đóng vợ em trong phim này thân với vợ em lắm. Mới gặp mà đã bắt đầu nói chuyện rồi này kia, là giống như hai chị em chụp hình với nhau tùm lum tà la hết á. Hai vợ chồng này với lại bản thân em, hai vợ chồng em thì không phải là cảnh tình cảm sướt mướt, hai vợ chồng này là hai vợ chồng vô duyên. Bà vợ vô duyên còn ông chồng thì yếu sinh lý. Nói chung là một cặp vợ chồng trời đánh á. Chung là lại tạo tiếng cười của quý vị khán giả mà. Nhưng mà trong cái sự vô duyên đó, và nói chung là nghĩ gì nói đấy kiểu phổi bò rồi đó, nhưng mà thật sự trong bụng rất là tốt và rất là thật thà, chất phát, hiếu khách đúng lại con người miền Tây. Và cái đó cũng là một cái khó để em là một chàng trai miền Bắc mà em diễn để ra được cái nét đấy của người miền Tây rất là khó. Đấy là trong phim này hai vợ chồng như thế thôi. Còn ý chị đã muốn hỏi chung là khi em tham gia nghệ thuật thì dạ. Vợ em có hay ghen nếu như chồng mình có phải đóng những cái cảnh nóng trong phim được hả? Thật sự thì thôi, em trước giờ thì cũng chưa có cảnh nào nóng hết á. Bởi vì là chắc cũng chưa có đạo diễn nào dũng cảm dám mời em đóng cảnh nóng đâu. Bởi vì là nóng thì thường nó sẽ tạo được cái sự nóng cho người xem, mà em đóng cảnh nóng thì sợ mất người xem, nguội luôn người phim, người xem. Tức là vợ em cũng rất là khá. Còn những cảnh thân thiết ví dụ như ôm hay là gì thì cái đấy là bình thường mà. Vợ em thì nói chung là mình ở mức là giới hạn thôi. Bởi vì em nói thẳng, em cũng nói thẳng chị mà, em là một con người trung thủy mà. Chị hỏi thêm một chút về gia đình, đó là gần đây thì mình vướng vào cái tin đồn vừa vui nhưng mà cũng
chắc là cũng có một chút phiền phức em nhỉ, đó là mà con Khoa đã giàu lên rất nhanh và mua nhà 50 tỷ, thì cái tin đồn đấy nó có làm cho cuộc sống của em có phiền phức gì không? Dạ cũng khá là phiền gì ạ. Vì là các anh chị giống như là nhà báo ấy, gọi hỏi thì em chia sẻ là trời ơi, mở nhà thuê em không có giàu như vậy đâu. Rồi cái mắc cười là bố gọi đó, bố gọi vào đó xong rồi xong mày mua nhà mày không nói gì cho bố biết, mày giấu tiền mày giàu thế, là bố quay tút cái gọi vào liền. Trời ơi bố ơi, đấy là không phải con thuê, bố nghĩ là mua nhà. Rồi nói chung là ai đi ngoài đường ngày trước là quý vị khán giả là gặp thì giống như là chỉ nói là xong trên tivi xấu nhưng mà ngoài đỡ xấu hơn nhá, ngoài có vẻ trẻ hơn, nhưng mà từ lúc mà đấy là trời mày dạo này giàu lắm nha, cũng gì mà nhà mấy chục tỷ giàu như vậy, sao giàu nhanh thế con, trời ơi. Xong là em cũng chưa tài thật, trời ơi cô nhìn thử mặt con có giống người có tiền không, con ở nhà thuê thôi. Nhưng bởi vậy là mọi người quý vị khán giả là nhiều khi hay cũng bị cái bề nổi đó, và những người làm nghệ thuật và nghệ sĩ thì rất hay bị cái đó. Nhiều khi cứ nghĩ là làm tháng được mấy trăm triệu hay là một bộ phim mấy trăm triệu nó rất là lớn, nhưng mà vất vả, và nói chung là còn nhiều nghề khác mà kiếm tiền và giàu hơn nghệ thuật rất nhiều. Thế ở trong cái môi trường mà mọi người rất coi trọng cái bề nổi như là showbiz ạ, thì em có bị ảnh hưởng cái điều đấy không? Và em dành bao nhiêu cái phần trăm, hoặc là em có tốn nhiều tiền cho cái việc để trưng diện, để mua đồ hiệu các thứ để phù hợp với môi trường mà mình đang tham gia không ạ em? Bởi vì là em được quý vị khán giả nhớ tới là nhờ cái bài chìm của em, những bề nổi là những cái gì là xấu này, là lạ này, là nhìn thằng này nó sao sao, nó khác nhìn giống như nhìn nguyên giản diễn viên đẹp sao lọt đâu thằng xấu thế, thì những cái chìm đó thì lại là cái mà quý vị khán giả nhớ tới em. Còn bây giờ để em bề nổi thì em cũng không biết làm bề nổi nào đâu, lẽ bây giờ em tới ngày hôm nay thì em cũng chưa bao giờ mà em làm tốn tiền để em làm một cái gì mà để cho mọi người biết tới. Thật sự nhá, những cái thông tin mà em mua nhà hay là mấy đó, em rất là ngại, em chưa bao giờ em chia sẻ luôn. Và em chỉ muốn rằng mọi người hỏi em giống như là về phim, về những cái công việc sự nghiệp của em. Còn những cái như kia thì giống như là anh Khánh anh quay thì anh em chơi thân với nhau mà, thì quay là bình thường thôi. Nhưng mà khi mà quay lên thì lại quý vị khán giả nhiều khi lại muốn tò mò cái đời sống riêng của mình, thì quý vị khán giả thì lại nó lại nhiều người lan tỏa quá. Nhưng mà thôi, mình trước sau thì mọi người cũng mình sống thật mà, trước sau thì mọi người biết thôi. Với lại mua nhà thật sự mọi người cũng chúc mừng mình thôi, chứ không có gì hết đâu. Mọi người là chúc mừng nhiều lắm, nhưng mà đã mua thật đâu mà chúc mừng. Tức là em cũng không có mất nhiều chi phí lắm cho cái việc để trang sức cho mình lộng lẫy cho hợp xô biết, đúng không? Không dạ, thì tất nhiên là mình tới một cái không gian sang trọng cái gì thì mình mặc đồ thì nó cũng phải tôn trọng tất cả mọi người. Nhưng mà đồ em mặc thì 10 triệu thì nó cũng ngang với lại 1-2 triệu à. Cho nên là em cũng không có làm sao mình gọn gàng là được. Bởi vì một bộ đồ đẹp cỡ nào khoác lên người em thì nó cũng không đẹp được. Đó, mọi người thấy hôm nay đi ra mắt này, mắt thì thâm mà. Mấy bữa nay chăm con mắt thâm quá, ốm dọc người đi. Mà mấy nay lo cho phim nữa. Đó, thậm chí tờ vừa ai nghĩ hôm nay ra mắt đâu. Nhưng mà xíu thì thay được một bộ vest thì cũng phải sạch sẽ cho nó gọn gàng xíu. Đó, vì em sắp phải đi thay đồ nên chị phải tua câu hỏi nhanh như là bắn máy. À vậy hả? Dạ dạ. Chị lo kết thúc mất cuộc phỏng vấn lắm. Đó, thì sau khi có con ấy thì có vẻ em cũng vất vả hơn là nhiều. Sao ạ? Em có thể giúp việc không? Dạ, em có em có nhờ một cô có người quen giới thiệu. Nhưng mà cô thì thật sự là chăm con rất là tốt, và người Bắc mà, cho nên là cũng hợp với nhà em. Nhưng mà cô cũng hơi lớn tuổi rồi, mình cũng không dám là cô chăm lâu quá hay là bế lâu quá hay là thức trạch trông gì hết, bởi vì là sức khỏe nữa. Và bản thân em cũng không có nhận xô nhiều, để ở nhà chăm con thì thôi, hai vợ chồng cứ thay nhau. Nói chung là nhìn mặt nhau mà sống ấy, thấy vợ mệt mệt thì bắt đầu tới mình, còn mình mệt thì tới vợ. Nói chung là
hai đứa cứ lựa nhau thôi. Còn vất vả đúng là ai có con cũng vất vả hết á, còn không ai có con mà sướng hết. Nhưng cái vất vả nó chỉ là giống như là cái thức đêm mất ngủ xíu thôi, hay là sụt ký xíu thôi, nhưng mà cái sướng nhất là nhìn thấy con nó đã lắm, đã lắm, và đi đâu cũng nhớ con hết á. Lâu lâu đến nãy giờ đành đảnh là mở hình ra là coi mặt con, mặt vợ, rồi gọi điện cho vợ con. Chị thấy là các bà mẹ sau khi sinh có con ấy mà kiểu gì quá vất vả và thay đổi cái môi trường cuộc sống của mình, đang hai vợ chồng son thì có thêm đứa nhỏ thì thỉnh thoảng cũng hay trầm cảm ngày kia. Thế rồi em có phải gặp cái trường hợp đấy mà em cũng phải cưng chiều hơn để... Dạ, cũng có gì ạ. Khóc nhiều ngày xưa, bởi vì là mà khóc không hiểu lý do. Có bữa em đang tắm xong, em mở mới tắm xong đi ra, lúc trước em vào tắm còn đang cười, mới tắm xong đi ra tự nhiên khóc. Hỏi quần sao khóc, em có chuyện gì không? Tự nhiên cảm thấy buồn buồn sao, nước mắt nó cứ rớt luôn. Trời ơi, nên mình thì cũng nhiều lúc em đứng hình nó không hiểu mà sao gặp như vậy thì thôi. Đấy, cố đánh lạc hướng, mình làm trò để cho không khí nó vui vẻ trở lại. À, đúng mà, thì bản thân mình nhiều khi còn cảm giác còn bị trầm cảm, không chi là vợ. Bởi vì là mình nhiều khi mình còn được đi chạy nhảy ra ngoài kia, còn bây giờ suốt ngày 24/24 là chăm con và chăm con chồng ấy, không chi là vợ. Nhưng mà nói chung là cũng cố gắng dung hòa, đừng để mà ai bị áp lực quá. Thế thì là hai em dự định lúc nào sẽ làm cưới? Chung là tùy vào con em thôi. Tại bây giờ bé nhỏ quá, còn khi con em thì lớn cứng một chút xíu nữa thì em sẽ chuẩn bị đám cưới. Bởi vì là hai đứa bị xa nhau quá, những đứa mà gần thì cưới nó đơn giản. Còn đây là một Bắc một Nam, và cưới thì phải hai nơi, và nó phải đổ hai nơi thì nó mới vui và trọn vẹn được. Em thử kết hôn rồi em ạ? Dạ em đăng ký, đúng là không hiểu tại sao mà con em chắc sau này đẻ ra lớn lên có khả năng là làm mấy bên kia mấy cái về giấy tờ là vừa đăng ký kết hôn xong là chui ra liền, chui sớm trước 2 tháng là đòi ra luôn á, là vợ ối là đẻ ra luôn ấy. Mới ký hôm trước là hôm sau là đẻ liền đó. Trong gia đình thì là kiểu gì cũng có lúc bắt lửa sôi nhau, hai vợ chồng cũng thế, phải có một người cơm sôi nhỏ lửa lửa nhau á, thì giữa hai vợ chồng em nếu mà có xảy ra mâu thuẫn thường là vì những vấn đề gì, và trong lúc đấy thì ai sẽ là người nhỏ lửa ấy? Mâu thuẫn thì cái mâu thuẫn mà để hai đứa lớn nhất là lâu lâu ăn giỡn hơi quá, lâu lâu mình nhây quá thì nó cũng thấy vợ nó bực, nhưng cái đấy chỉ là nhẹ nhàng thôi. Và có những cái ai mà nếu mà nói một cặp vợ chồng mà trời ơi, ngày nào cũng vui vẻ cũng hạnh phúc thì đấy là không bao giờ có luôn. Và đôi khi có những sự giận dỗi nhau là bình thường, cũng như là để nghĩ không ra. Nói chung là những cái chuyện nó nhỏ nhặt lắm, không đáng đâu. Nhưng mà để một cái chuyện lớn nhất thì lớn nhất thì chỉ là xích mích, còn không có. Dạ, nói chung tụi em êm đềm lắm. Tụi em nó cứ chung là chưa bao giờ to tát gì hết. Dạ, bởi vì là mỗi lần to tát là em lẻn à. Em im lặng lắm, em được cái em nhịn tốt lắm. Thường là mỗi lần hai vợ chồng có chuyện thì em biến nhà thành sân khấu luôn. Ôi chị ơi, làm cho vợ cười. Lúc mà cãi nhau tốt nhất là một người nói thôi, chứ hai người nói lúc này là sân khấu nó thành sân khấu múa lửa. Và thường em sẽ là người nhịn đi, ít nói hơn để. Dạ, bởi vì vợ em thật luôn là vợ em hơi nóng tính. Tính thì tốt thật, nhưng mà nóng tính. Và nghĩ gì nói đấy, giống y tính mẹ em luôn. Không hiểu sao mà mẹ em là hai mẹ con là mẹ chồng với con dâu là tính giống nhau lắm, là nóng tính. Em thì giống tính bố, nói chung là cũng cứ im im hiền hiền thôi, đâu lâu nhịn. Mẹ em thì với vợ em thì tính thì tốt lắm, nhưng mà nói chung là nhiều lúc thì nóng tính quá.